Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ rỗ lần thứ 320, đức lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người đã đi vào lịch sử của đất Sài Gòn, gia định nay là thành phố Hồ Chí Minh và có công lớn trong sự nghiệp mở rộng bờ cõi và xác lập chủ quyền quốc gia ở vùng đất phương Nam đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đức lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vị danh tướng vào năm 1698, thừa lệnh chúa Nguyễn đã lập gia định phủ, dựng dinh phiên chấn, tức Sài Gòn gia định xưa, nay là Thành phố Hồ Chí Minh và cả miền Đông Nam Bộ. Nguyễn Hữu Cảnh là người có công lớn trong việc mở rộng bờ cõi, là bậc tiền nhân hết lòng vì nước vì dân, góp phần xác định chủ quyền, khẳng định sự hiện diện và trường tồn của người Việt ở vùng đất phương Nam tri ân đức lễ thành hầu nhân dịp 320 năm ngày mất của ông, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp nối truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng và phát triển thành phố mang tên Bác, xứng tầm đầu tàu cả nước, đô thị thông minh vươn tầm quốc tế.